lấy cầm em coi. Ghế không có banh nó được, nó thẳng vậy nè, hiểu không? Tôi nó khó chịu chứ. Nói chung là đi buổi tối nó hay giặt giả chút. Tại chỉ đi xa mà cái ghế nó phải banh đây chút xíu. Giờ dì hai á, mới đi. Mới đi vô dì hai đi. Đây mình đoàn từ thiện đây cả nhà ha. Thì mình đã đến nơi đó, thì đỉnh đây là một chùa Vân An Vườn Hải Triều Âm nha cả nhà. Thì mình đi đến đây là từ thiện cả nhà. Hôm nay là đi phát quà và khám bệnh bà con ở Bạc Liêu mình. Hôm nay có cái sông không cô? Quên sách hành lý của mình. Để hầm xe đó, hầm xe của em. Sài Gòn tới đây 9 tiếng đồng hồ rồi cả nhà. Đấy, chắc cô ở. Thank you.
chùa thì chùa này thì theo mình nghĩ thì chùa vẫn còn đang khó khăn nha cả nhà. Thì hôm nay được sư cô gõ ý mời đoàn đi từ thiện, mình sẽ đi xuống dưới đây phát quà và khám bệnh theo đoàn bác sĩ. Quang cảnh khung chùa nha cả nhà, chỉ đơn sơ vậy thôi. Phải gần 10 thùng mới đúng chứ. Cả nhà bây giờ mình chuyển đồ vô, chuyển lương thực vô rồi cả nhà. Ủa gì hai lấy vali con vô chưa? Chưa, vali nằm ở bên kia. À bên kia. Bên này là tạt đồ ở bên kia nhưng mà không mở được, để lấy hết quên rồi. Cố lên chứ vậy không. Bây giờ đang chuyển đồ cho anh nha cả nhà. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nhà anh làm gì? Thank you.
Thiện tâm từ thành phố Hồ Chí Minh xuống đến xã Vĩnh
dùng sâu dùng xa để gửi những bạn bè đồng tập yêu hôm nay để cho một số quà để phát triển cho người nghèo gặp khó khăn. Thì đối với nguyện bạn bè thì không thiết có gì hơn cũng là sự tấm lòng đối với thiện nguyện của các đoàn thành phố thì cũng như thay mặt của hội chữ thập đỏ nguyện bạn bè một lần nữa thì xin chân thành cảm ơn chỗ bác sĩ Hiếu là đoàn thiện tâm của thành phố Hồ Chí Minh xuống đến đây để cho một phần quà khẳng định trong nhà không biết chỉ là giờ không biết nói gì đâu. Một lần nữa xin chân thành và cảm ơn các đoàn thiện tâm anh chị còn cầu nguyện sức khỏe hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Thì thay mặt hội giúp đỡ quận Hòa Bình thì cũng có cái lòng cảm ơn đối với cái thượng tọa thích của huyện và đại diện cái hội từ thiện thiện tâm của thành phố Hồ Chí Minh thì sau đây xin mời đại diện hội từ thiện thiện tâm thượng tọa chủ huyện lên cái bàn của quỹ ban dân huyện Thank you.